xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói việt nam quý vị và các bạn sau khi hoa đưa các con sang mỹ định cư ông vạn đã quyết định bán ngôi nhà ở quận phú nhuận để về quận thủ đức mua một căn nhà nhỏ sâu trong hẻm ông muốn quên đi quá khứ quên những ký ức đau buồn mà hoa đã gây ra ông sống ẩn giật lặng lẽ may sao có cô tím bán than hay qua lại lúc mua giúp ông mớ rau con cá lúc giúp ông nấu cơm dọn nhà dần dần tím ở luôn nhà ông dưới căn bếp cho khỏi hưu quạnh. Vẻ thanh xuân, nụ cười hồn nhiên của tím gợi vạn nhớ đến răng nét. Thôi thúc ông viết những dòng nhật ký đau đớn, ra diết về người đàn bà mà ông luôn yêu thương và tôn kính. Trong khi ấy trên đất Hoa Kỳ, Janet cũng đang phải đối diện với những bất ổn về tình cảm giữa vợ chồng Ngân và Evelyn vì không muốn tiếp tục chung sống với evelyn một người vợ đồng tính ngân đã đưa hường từng là bạn gái của evelyn về việt nam sang đóng giả là người giúp việc cho gia đình nhà ngân nhưng thực chất lại là người tình của ngân sau những năm tháng làm vợ làm mẹ những tưởng evelyn dần quên được quá khứ nhưng khi gặp lại hường căn bệnh đồng tính của evelyn lại tái phát cô đã không thể chịu nổi nên đã giải thoát mình bằng cách quyên sinh Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Răng nét lạnh cả người Một dự cảm mơ hồ ập đến Bà nghe lạnh buốt sống lưng Chợt có tiếng chuông điện thoại đổ dồn trong phòng khách răng nét run rẩy cầm máy đầu dây bên kia là giọng của ly con trai bà mẹ ơi chị evelyn evelyn làm sao giọng răng nét thảng thốt quát hỏi qua điện thoại chết rồi răng nét cơ hồ chết đứng cả người bà lắp bắp hỏi chết vì vì sao mà chết chị ấy uống thuốc ngủ tự tử rồi chị ấy chết một tuần nay mà anh ấy mới cho hay tin răng nét buông điện thoại đôi chân khỉu xuống lan đỡ mẹ ngồi lên sa lông đôi cánh tay run lên bần bật cô miếu máu khóc mẹ mẹ tỉnh lại đi dù gì thì chị con cũng đã nước mắt chảy tràn xuống má răng nét thất thần thốt lên đã đã chết rồi phải không Bà chợt nhìn thấy Evelyn từ ký ức trở về Với vẻ khổ sở khi phải thử mặc chiếc áo đầm Khi phải đi uốn tóc Và cách đây không lâu chính bà đã chứng kiến cảnh Evelyn ôm ấp âu yếm một cô gái Răng nét đau đớn nghẹn ngào nói Thằng Ngân giết chết chị con rồi Nó giết quá khéo Nó nắm được hết những yếu huyệt của chị con Nó mang con Hường qua để Evelyn nhớ đến người bạn cũ mà nó yêu thương. Bệnh đồng tính của chị con lại tái phát. Những ngày gần đây chị con không muốn gặp bất cứ ai trong gia đình. Ôi, sao mẹ không nghĩ ra có một nỗi bất hạnh đang phủ chụp xuống nhà mình, xuống nhà của chị con. Chắc là có uẩn khúc gì đó nên nó bế tắc đau khổ mà tìm một lối thoát bằng một cuộc đi xa. Đêm Noel đúng ngày sinh nhật nó lan sụt sùi sao chị ấy lại dại dột như vậy chứ từ khi chị ấy gắn với thằng cha thầy chùa lửa đó con đã thấy trái tai gai mắt lắm rồi nhưng chị ấy đã chọn thì chúng ta còn làm gì được nữa tại sao chị ấy không nghĩ còn có những người yêu thương chị chị ấy không hề nghĩ đến nỗi khổ của mẹ chị ấy còn có rồng còn có hạnh phúc, an phương. Chúng đều còn rất thơ dại, rất cần có mẹ mà. Răng nét cắn chặt môi. Bà nghe cả vị mặn của máu và nước mắt thấm vào đầu lưỡi. Nó làm vậy chứng tỏ nó rất bất hạnh, rất khổ đau rồi. Nó chọn một cuộc đi xa như vậy là một sự giải thoát. Chính là mẹ đã gây ra bi kịch này cho Evelyn. Ôi lạy chúa tôi! người hãy tiếp tục trừng phạt con đi. Evelyn đâu muốn có mặt trên đời này. Nó sinh ra là vì con. Nó vô tội mà. Từ thành phố San Jose, bang California, nước Mỹ, Garnet bay về Paris. Trước khi đến nhà ngân, Garnet gặp nhiều người quen để thu thập thông tin. Đầu tiên, Garnet gặp Lê Xuân chồng của Oros, em gái út bà. Sau khi mãn hạn học tập cải tạo ở Việt Nam, Lê Xuân được xuất cảnh diện HO. Ông chọn định cư ở Paris, thường xuyên lui tới giúp việc cho nhà Evelyn. Đêm đó tuyết rơi nhiều, trời rất lạnh, Lê Xuân ở lại nhà Evelyn. Những việc xảy ra chắc là ông biết rõ, nhưng ngay khi Evelyn tắt thở được đưa về nhà, ngân đã ngửa bài với dượng rể. Nếu nói ra sự thật, các bà sẽ móc mắt tôi luôn tôi có mệnh hệ nào không ai nuôi ba đứa con của evelyn tùy ý dượng thôi nếu dượng muốn cho mọi người biết sự thật về cái chết của evelyn dượng hãy đợi thiêu cô ấy rồi hãy nói người chết thì đã chết rồi cô ấy chọn cái chết để tự giải thoát cho mình thôi thì hãy để cô ấy được siêu thoát sự thật là evelyn là người đồng tính cô ấy yêu hường chúng tôi làm thành một bộ ba vì hường muốn rút lui mà cô ấy đau khổ tìm đến cái chết bằng những viên thuốc ngủ kia một sự thật đau lòng mà nói ra cũng chẳng ích gì đâu tốt nhất là im lặng là đừng dính dáng gì đến thằng thầy chùa lửa bất lương kia nữa dù căm phẫn ngân ông lê xuân đành chọn thái độ im lặng Người thứ hai răng nét tìm tới là Mười, em trai của Ngân. Bà choáng vắng điều Mười tiết lộ. Bác ơi, tội nghiệp chị ấy lắm. Anh con không thương chị ấy đâu, chỉ thương tiền của chị ấy thôi. Chị ấy không muốn bác khổ nên giấu nỗi khổ riêng của mình. Bác biết không, anh Ngân với bà Hường bắt chị Evelyn dùng uy tín riêng, đi xin thuốc từ thiện, gom về cho họ gửi về Việt Nam bán lấy tiền. Một buổi chiều, chị ấy xách mấy thùng thuốc về gõ cửa, chẳng ai ra mở. Trời lạnh, tuyết rơi, chị ấy tê cóng cả người. Vậy mà khi cửa mở ra, Hường chụp đầu chị Evelyn đánh rất tàn nhẫn. Anh Ngân thấy mà chẳng can ngăn. Chị ấy vẫn cắn răng nhẫn nhịn. Anh Ngân không muốn con trò chuyện hỏi han chị ấy. Một lần cả gia đình đi tắm biển, chị bơi ra xa tâm sự với con bác chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đau lòng này đâu. Lúc về Việt Nam cả nhà chất lên xe hơi đi chơi, chị đi Honda phía sau lếch thích như người ở. Mua căn nhà ở đảo Cox, mua đất ở Việt Nam, anh Ngân và Hường quyết định tất cả mọi việc. Chẳng ai nghĩ chính là chị mới là bà chủ. Một lần nhìn thấy Hường đánh chị Evelyn, con phẫn nộ hỏi anh Ngân tại sao Hường dám hỗn láo như vậy. Anh Ngân binh Hường đánh con. Con thật không hiểu vì sao chị ấy lại chấp nhận sự bạc đãi thiệt thòi đến như vậy. Tài sản này là của chị ấy kia mà. Răng nét quyết định gặp Hường. Bà hẹn Hường ở một quán cuối phố. Bà kinh ngạc vì sự vô cảm của Hường trước cái chết của Evelyn. Hường ngước nhìn răng nét chủ động nói. Con biết bà muốn hỏi con điều gì về cái chết của chị ấy rồi những giọt nước mắt rơi xuống má hường bà ơi đời con cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu con tự hỏi là tại sao con phải dính vào chuyện vợ chồng chị ấy dính sâu đến nỗi không dễ dàng rút chân ra con có đánh chị ấy vì con ý thức sức mạnh của mình cũng là đánh vào sự bất hạnh của bản thân con gặp con chị ấy trở nên rất khác lạ chị ấy yêu con bằng một thứ tình yêu cuồng dại không còn lý trí nữa chị ấy hạnh phúc thật sự khi được ở bên con một hôm chị tâm sự với con ngồi gần em chị ra ướt hết con hoảng hốt muốn bỏ chạy nhưng ngân đã rằng con vào mối quan hệ này con nhiều lần muốn thoát ra nhưng thật không dễ dàng chút nào ba tháng trước ngày chị ấy uống thuốc tự tử ngân không cho ai gặp gia đình người thân để xem ai là người rút lui ngân bắt mỗi người đeo một chiếc nhẫn khắc ngày ba người gặp nhau anh ấy là thủ lĩnh của nhóm ba người con đã sống trong sự bí bách ngột ngạt rốt cuộc chị ấy là người rút lui trước con chắc con sẽ là người thứ hai răng nét lặng người đi bà nhói lòng chợt nhớ đến hình ảnh evelyn bị ngân ghim những chiếc kim châm cứu trên đầu evelyn kêu lên đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng hắn đã dò được một chiếc kim đâm vào điểm yếu nhất của evelyn hắn đã bày âm mưu đưa vợ chồng hường qua pháp để evelyn tái phát căn bệnh mà từ lâu evelyn ngỡ đã được điều trị bằng hạnh phúc của một mái ấm gia đình bên những đứa con hóa ra Tình yêu của một người phụ nữ đồng tính mạnh hơn cả thiên chức của một người mẹ. Evelyn đã giải thoát cho bản thân mình. Kỳ lạ thay, trong lòng răng nét không còn thù hận cay đắng căm phẫn, mà chỉ có nỗi đau tràn lấp tê dại trái tim người mẹ. Răng nét đến trường học của hạnh phúc đưa con gái mới lên sáu của Evelyn với Ngân cô bé ngây thơ kể với bà ngoại. Mê mê biết không, đêm hôm đó con ngồi trong phòng lầu trên học bài. Con nghe ba Ngân, mẹ Evelyn và dì Hường cãi nhau ghê lắm. Mẹ con bị xô xuống lầu, rồi sau đó... Hạnh phúc nghẹn ngào không nói được. Răng nét nuốt lại nước mắt. Bà hình dung, sau đó, từ đêm đen ở Paris, khi những ngọn nến cây thông noel vừa tàn thì evelyn cũng đã quyết liệt tìm đến cái chết bằng một vốc thuốc ngủ nhưng đó cũng là lần duy nhất hạnh phúc kể về cái chết của mẹ cho bà ngoại nghe ông hiệu trưởng nhắc bà giáo phụ trách lớp học của hạnh phúc không được dính vào những chuyện cá nhân rắc rối có thể ảnh hưởng đến nhà trường vậy là những lần sau răng nét đến thăm bà giáo giám sát hạnh phúc rất chặt khiến cô bé không thể nói thêm gì với bà ngoại sâu chuỗi lại những sự kiện răng nét quả quyết có vấn đề gì đó giữa bộ ba evelyn ngân và hường răng nét quỳ dưới tượng chúa thì thầm với chính mình evelyn à con quá dại dột con chết rồi ngân và hường vẫn sống vui vẻ nhờn nhơ hàng tháng người của cơ quan xã hội vẫn gọi mấy đứa bé lên hỏi cặp này đối xử với các con ra sao chúng ngây thơ trả lời ba và cô hường chăm sóc chúng con rất tốt ngân hành động luôn kín kẽ và cẩn trọng hắn vô can trước cái chết của con hắn có đầy đủ giấy tờ ở bệnh viện để chứng minh hắn vô tội chỉ là con tự tìm đến cái chết con hóa thành cho bụi nhưng chúng vẫn hưởng cuộc sống tươi xanh hắn cho thuê cái cabinet của con cũng đủ tiền sinh sống hắn đã khôn ngoan để con làm giấy ủy quyền tài sản con được thừa kế từ ông cao cho hắn hắn và con nhân tính chiều chuộng những đứa trẻ gieo vào đầu chúng ý nghĩ về một bà ngoại gây rắc rối nhiều chuyện một bà ngoại xấu xa chuyên đi bới móc xốc tung mọi thứ lên evelyn tại sao con không nghĩ đến những đứa bé cơ chứ cứ nghĩ đến những đứa trẻ là lòng mẹ đau thắt lại. Con quả là quá dại dột. Vì chúa dạy phải biết tha thứ mà kỷ niệm 100 ngày mất Evelyn, răng nét quyết định đến nhà con gái. Vừa bấm chuông cửa, Ngân đã chạy ra ôm chặt răng nét kéo vào nhà. Đặt răng nét ngồi trên chiếc ghế gần tượng Phật, Ngân quỳ xuống dưới chân bà chấp hai tay trước ngực tỏ vẻ thành kính. Evelyn mang tội bất hiếu vì chết trước ba má. Con Van xin má tha lỗi cho Evelyn. Má ngồi đây cho con thay Evelyn lại má. Răng hốt hoảng kêu lên, cậu làm gì vậy? Dừng lại đi! Đợi đến lúc răng nét rằng co không dám ngồi ở vị trí bất nhã cùng hướng với bức tượng với Phật, thì Ngân đã lại xong ba lại trước bàn thờ Evelyn di ảnh Evelyn trên bàn thờ với gương mặt buồn rười rượi nhìn xa xăm và cõi vô định. Răng nét nhói lòng chợt nhớ Evelyn lúc còn sống, vẫn với cái nhìn buồn xa xăm, bộc bạch những lời rất thật, nói với mẹ mà như nói với chính mình. Con thấy cuộc đời này thật trống rỗng, sống mà không thấy vui. Và Evelyn vẫn thường nói đùa như thật, con không thích sống lâu đâu, con sẽ chết trước khi già, sống nhiều để làm gì hả mẹ? Con nói gì kỳ vậy Evelyn? Chẳng là con đang rất hạnh phúc sao? Thường lúc đó răng nét chỉ mỉm cười khi nghe con gái nói gở. Bà nghĩ Evelyn chỉ đùa thôi, bởi con gái bà đang có trong tay nhiều người ao ước, sự nghiệp, chồng con và tài sản. Nhưng giờ thì những lời Evelyn đã trở thành sự thật cả rồi con gái bà đã chết trước khi già. Răng nét nhìn bình cho cốt của Evelyn rồi nhìn Ngân bằng đôi mắt sớm lệ. Evelyn không thể sống dậy, nhưng tôi muốn biết rõ sự thật về cái chết của con mình. Ngân tỏ ra chân thành. Đêm ấy, con không ngủ với Evelyn, con ngủ với Hường dưới nhà. Nửa đêm Evelyn tìm xuống phòng con nói, tôi đã ực một trăm viên ký ninh rồi trong ít giờ nữa tôi không thể tỉnh táo đâu con hoảng hốt gọi sẽ hồng thập tự đưa evelyn đi cấp cứu ngân nghẹn ngào đêm noel không có bác sĩ chính ở bệnh viện nhưng ekip trực đã làm mọi cách để cứu evelyn nhưng mẹ ơi evelyn là bác sĩ nên cô ấy muốn tự tử thì không ai cứu nổi đâu nỗi phẫn uất làm nghẹn ứ cổ họng răng nét quyết liệt vạch mặt ngân vậy thì nửa đêm noel năm đó ai đã đẩy evelyn xuống lầu để nó phận uất quyên sinh có thật là cậu có muốn cứu evelyn không hay là cậu và nhân tình đợi evelyn ngấm thuốc rồi mới giả vờ đưa con gái tôi đi cấp cứu evelyn không thưa kiện ai hết không nói lý do để ra đi trong lúc bối rối mà cậu còn kịp làm những giấy tờ chứng nhận cậu không liên can gì đến cái chết của nó thì cậu quả là thật thâm độc thật kín kẽ cậu có thể qua mặt nhà chức trách nhưng phải đối mặt với lương tâm đấy ngân đột ngột nổi giận anh ta đứng lấy thân hình ngáng ngay cánh cửa để răng nét không thể thoát ra ngoài mắt trừng trừng nhìn răng nét rít giọng Bà đổ tội cái chết của Evelyn là do tôi gây ra sao? Không, thủ phạm chính là bà. Bà rất ích kỷ. Để hưởng hạnh phúc riêng, bà đã tống đưa con gái mới lên năm cho hai bà cô già nuôi nấng. Bà ngụy biện làm vậy vì tương lai của nó. Nhưng bà cũng thừa biết đứa trẻ lớn lên đâu phải chỉ bằng tiền bạc mà cần cả tình thương chứ. Hai bà cô già khát khe đã đẩy Evelyn đến sự lệch lạc giới tính, điều này bà biết rõ mà. Thời học trường y tá với mấy bà phước ở đường Tú Xương, Evelyn đã từng yêu một cô bạn học. Evelyn đã đau khổ tận cùng khi cô gái ấy mất vì một tai nạn. Evelyn rất ư là đau đớn khi buộc phải làm phụ nữ. Bà biết nhưng lại cố ép con gái mình đi chơi với thằng bác sĩ thực tập, thậm chí muốn dâng con gái mình cho một thằng mỹ ở long bình lẽ ra bà phải can ngăn evelyn lấy trịnh ngọc vì anh chàng yếu ớt nhu nhược đó không mang chứa nổi evelyn không thể đáp ứng được những nhu cầu đặc biệt của cô ấy trong quan hệ tình dục lẫn trong đời sống tinh thần trong trái tim bà không hề có chỗ dành cho nó bà yêu những đứa con riêng của bà lo lắng cho họ hết hơi hết sức vì họ nhưng đám con bà chẳng có đứa nào ra gì, toàn là một lũ hoang tàn xa đọa hư hỏng. Bà có biết Evelyn đã phải vùng vẫy với nỗi cô đơn bất hạnh đến thế nào không? Cô ấy đâu muốn được sinh ra trong cõi đời này chứ. Cô ấy ra đời chỉ vì bà muốn cứu một thằng cha Việt Minh Cộng sản, chỉ vì bà muốn có được hạnh phúc. Bà đã từng nếm mùi hạnh phúc, nhưng cô ấy không hề có được hạnh phúc cô ấy không hề có khoái cảm khi phải sống với một người đàn ông dù cô ấy vẫn có một cơ thể phụ nữ vẫn sinh ra được những đứa con vì sao cô ấy bị như vậy bà có biết không tất cả là do bà mà ra đó bà sinh ra cô ấy gia tộc ông cao cho cô ấy tài sản nhưng không bao giờ cho cô ấy tình thương không cho cô ấy lớn lên như một phụ nữ bình thường họ nghĩ tiền sẽ bù đắp được cho cô ấy nhưng thật là sai lầm khi ngay mà người cha cũng từ chối được gần gũi âu yếm con gái ngay cả người mẹ cũng tống cô đi để yên ổn sống với người chồng mới để yêu những đứa con mới bà từ chối giúp đỡ cô ấy ngay trong lúc cô ấy cần bà nhất vậy thì bà còn đổ lỗi cho tôi sao lấy một người phụ nữ lệch lạc giới tính như evelyn bà nghĩ là tôi không bất hạnh sao tôi cũng phải tìm một sự giải thoát ừ cho dù tôi và hường có lỗi đi thì bà cũng chia cùng cái lỗi với chúng tôi chứ cậu răng nét mở to mắt nhìn ngân uất nghẹn không thốt được nên lời ông ơi ông có thư nè từ nước ngoài oai ghê cầm trên tay lá thư từ anh bưu điện tím ban than vội chạy vào nhà hồ hởi báo tin thoáng nhìn thấy hàng chữ ghi trên phong bì vạn như chết đứng ông thầm nghĩ vậy là răng nét vẫn chưa quên ta anh đâu cần em dựng cái bàn thờ anh trong đầu em anh chỉ muốn em hiểu anh tha thứ cho anh để anh còn có em dù chỉ trong ý nghĩ ông vui vì ý nghĩ răng nét đã hết giận nên mới viết thư cho ông. Nhưng rồi ông hồi hộp tự hỏi không biết có điều gì bất thường chăng? Vạn xúc động run rẩy mở phong thư. Anh Sáu Vạn, lẽ ra em không bao giờ viết thư cho anh nữa. Em muốn anh sống một cuộc đời bình thường và quên đi tất cả. Cũng như em, cũng muốn cắt đứt với những ngày hôm qua khi cái bàn thờ về anh trong đầu em đã sụp đổ. Nhưng hôm nay, sau cái chết của con gái Evelyn, em biết mình không thể chôn vùi quá khứ được. Evelyn ra đời khi anh bị bắt vào tù. Em đã gõ mọi cánh cửa để cứu anh. Em đã bị đẩy vào cơn lốc xoáy của cuộc đời. Cánh hoa bầm dập tà tơi vì cuộc đời này thật khủng khiếp. Nhưng lúc khốn cùng bơ vơ đó, ông cao đã cứu vớt em lắng nghe cuộc đời em cho em tiền để em lo cho anh ra ngoài ông ấy ngưỡng mộ mối tình của chúng ta ông ấy biết chỉ có anh mới làm cho em được hạnh phúc cho em một cuộc đời làm phụ nữ thật sự nhưng rồi ông ấy đã thốt lên thất vọng cô mang tiền cho thằng biện lý như vậy là cô đã giết chết vạn thật rồi vâng em quá ngây thơ để tin rằng anh sẽ quay về với em. Nhưng anh bị kết án 15 năm tù, bị đầy đi côn đảo và chúng mình phải bị chia lìa mãi mãi. Người hứng chịu hệ lụy chuyện tình yêu của chúng ta chính là Evelyn. Trong cái đêm ông Cao bị chứng bệnh tim quái ác hành hạ, ông sợ phải ở lại một mình trong căn nhà quá rộng. Và Evelyn đã được sinh ra. Evelyn vì chúng ta mà phải ra đời, nó bị gửi đến hai bà cô nó sống trong cô đơn tuyệt vọng với câu hỏi đi tìm lại chính mình trong lúc nó loay hoay đau đớn vật vã với chính nó thì em dốc sức kiếm tiền mong để lại chút gì cho các con vì căn bệnh ung thư vú hiểm nghèo của em không biết lúc nào tái phát anh sáu ơi em đâu ngờ vì muốn evelyn có một tương lai tốt đẹp mà em đã giết chết nó evelyn đã không muốn sống trên cuộc đời này nó đã lìa bỏ chúng ta đi xa mãi mãi vào đúng ngày noel này ôi tội lỗi em phải chung cái lỗi với tên thầy chùa ngân thâm hiểm gian manh kia đã đẩy evelyn vào cái chết cũng thật tội lỗi khi có những con người mãi mãi không biết đến những bí mật bị chôn vùi vâng cho đến giờ thì em thương xót anh thương xót cho em những người thương binh trở về sau cuộc chiến người ta dễ dàng nhìn thấy những mất mát ở bên ngoài nhưng không mấy ai thấy được những vết thương sâu bên trong của những người đã đi qua cuộc chiến tranh như chúng ta em viết lá thư này cho anh để chia sẻ cùng anh những mất mát được giấu ở bên trong mỗi một cuộc đời mắt vạn hoa lên ông không đọc nổi thêm dòng nào nữa ông lao vào màn đêm ngước mặt nhìn trời ông nhìn thấy một ngôi sao mờ nhạt yếu ớt đang chiếu xuống ông giờ thêm hai ba và nhiều ngôi sao khác nữa ông cay đắng tự hỏi không biết những ngôi sao xa xôi yếu ớt kia trong vũ trụ có mối liên kết nào không nhưng ở trên thế gian này những số phận bé nhỏ mong manh bất hạnh như ông như jeanette như evelyn là có thật và đã liên kết thành khối đau thương đầy nước mắt. Những giọt nước mặn mặn thấm vào môi vào miệng ông. Ông nhận ra mình đang khóc cho sự nghiệt ngã bất lực của cuộc đời này. Cũng từ hôm ấy, cứ đến Noel là ông đóng cửa phòng thắp lên ngọn nến. Ông nhìn ngọn nến cháy, từng giọt, từng giọt, cho đến khi tàn lụi. Ông nhìn thấy cuộc đời mình cũng giống như ngọn nến bé nhỏ kia, đang yếu ớt lụi dần theo những cơn ho không dứt lúc chờ trời. Những ngụm máu vương theo những cơn ho xé phổi, phổi của ông bị một khối u di chứng của những ngày bị đánh đập tàn nhẫn, hứng lấy những cú đấm đá như trời giáng của điều tra viên Trần Nhân ở Bocatina ở khám lớn Sài Gòn, của những tên cai ngục ngoài côn đảo. Ông tự hỏi tại sao cuộc đời ông có quá nhiều trái khoáy chớ trêu đến vậy. Nhưng cuộc đời vốn là như thế, nó cứ trôi đi, cuốn theo những số phận con người vào vòng xoáy của nó. Nó cũng không đến mức quá tệ khi bên cạnh ông còn có cô tím bán than và anh chồng thợ hồ của cô ta. Dù bị ông cự tuyệt, tím bán than không nỡ bỏ ông mà đi. Cô lấy một anh thợ hồ, đưa anh ta về nhà vạn cất một cái trái nhỏ lo việc cơm nước thuốc thang cho vạn. Anh thợ hồ rất tôn kính và biết ơn vạn. Được ông chỉ cách trồng trọt chăn nuôi, hai vợ chồng kiếm được số tiền kha khá trên mảnh đất của vạn. Họ trích ra một ít tiền giúp ông mua thuốc chữa bệnh, bởi giá trị những toa thuốc đặc trị của căn bệnh hiểm nghèo của vạn đã vượt xa những đồng tiền lương hưu bèo bọt của ông. Cái chết của Evelyn cũng làm thay đổi nhận thức nhiều người trong gia tộc răng nét. Quý lạnh người trước lời kết tội đẫm nước mắt của răng nét. Chính ông. Chính ông cũng dự phần đẩy Evelyn vào cái chết đấy. Nếu ngày xưa tôi không biết ông từng nựng Evelyn mà muốn xé nát mặt nó ra... Vì cái tội nó quá giống ông Cao... Thì tôi đã không đưa nó cho hai bà chị của ông Cao nuôi dưỡng. Nếu được sống yên ấm trong gia đình mình thì nó đâu đến nỗi quá yếu đuối nông nổi mà đi đến cái chết thế kia. Quý gục đầu thở dài buồn bã nói, hồi trẻ tuổi tôi thật bậy quá. Từ Paris, răng Nét nhận được thư vạn. Những đau đớn ông trải lòng trong lá thư khiến khối băng đông kín trong tim bà tan chảy thành nước mắt. răng Nét thương yêu anh xin lỗi em xin lỗi evelyn xin lỗi cả cuộc đời này anh đã làm tất cả mong nhận được những điều tốt đẹp từ lý tưởng cuộc sống mà anh ước mơ ừ thì cuộc sống vẫn tốt đẹp hơn biết bao dù còn những ngổn ngang còn nhiều điều chưa hoàn thiện sài gòn thay đổi rồi mỗi sáng thức dậy anh thấy thật đáng sống vì những tòa nhà mới mọc lên những đứa trẻ được hân hoan chào đón khi ra đời những ngôi trường mẫu giáo ngập tiếng cười con trẻ, những đống rác cũng dần thay thế bằng công viên tươi xanh. Răng nét đọc tiếp bức thư vạn vừa gửi cho. "Vâng, cuộc sống vẫn tươi xanh, dù cuộc đời anh có những giới hạn không thể vượt qua. Có những ràng buộc anh không thể thoát được. Anh luôn gặp những điều không may mắn, không thành đạt. Nhưng đó cũng đâu phải là lỗi của anh." bởi anh đã hết sức nỗ lực rồi cuộc sống vẫn tươi xanh dù trong anh cái chết đang tới dần và anh cảm nhận nó được qua từng hơi thở từng phút từng giây cuộc đời này vẫn tươi đẹp dù anh đang khổ đau cả em và evelyn nữa sau vụ hoa ghen tuông mỗi khi về nước em không bao giờ thăm anh không thèm gửi cho anh một dòng thư nào nhưng anh vẫn sống cùng em trong tâm tưởng anh không sao quên được sự chăm sóc tận tình kèm theo những lời trách móc xé nát tim anh để rồi em lại ra đi lại mang theo những vết thương lòng không bao giờ được hàn gắn nữa cứ vào đêm noel anh lại khóa cửa phòng đốt lên ngọn nến tưởng nhớ evelyn của chúng ta anh luôn cầu mong cho linh hồn của evelyn được siêu thoát anh vẫn thì thầm nói với evelyn cuộc sống này vẫn tươi xanh nó được tưới bằng cả những giọt nước mắt của những phận đời bất hạnh những đứa trẻ của evelyn vẫn như những mầm cây đang lớn dưới ánh nắng mặt trời vậy đó anh vẫn không thôi hy vọng vào một tương lai tươi đẹp cuộc sống này vẫn đang được xây nên bằng những viên gạch của nỗ lực con người có cả những viên gạch lát đường mà anh và em là những người được lịch sử chọn lựa vâng chúng ta đã đi qua cuộc chiến tranh với những vết thương giấu kín từ bên trong mỗi số phận anh không biết mình sẽ ra đi vào lúc nào nữa nhưng còn sống còn thở là anh vẫn yêu em nhớ đến em anh chỉ có một lời cầu khẩn duy nhất với cuộc đời là trước khi ra đi được em tha thứ anh yêu em mãi mãi yêu cả khi không còn được sống trên đời nữa trên thế gian này chúng ta không được sống bên nhau thì ao ước có một phép màu của thượng đế cho chúng ta được gặp nhau ở thế giới bên kia cho bụi của chúng ta sẽ hóa thân vào biển cả mênh mông theo những con sóng cùng nắm tay đi khắp thế gian trong cuộc viễn du không ngừng nghỉ này ý nghĩ lãng mạn ấy khiến anh thấy cái chết không còn đáng sợ nữa trong đêm dài vô tận, ngoài hiên kia những giọt mưa rơi trên mái ngói như tiếng thì thầm của ai vọng đến. Anh thầm mong đó là tiếng của em. Răng nét ơi, lý trí anh lên tiếng rằng, anh thật không công bằng với hoa, bởi anh và hoa cũng có những kỷ niệm đau đớn, đã sống qua những ngày tháng khủng khiếp khi hai đứa trẻ bị sát hại. Nhưng trái tim anh vang lên những lời chân thật rằng, anh đã cho răng nét tất cả nên anh không còn gì để cho hoa. Anh thấy mình cũng có lỗi khi đẩy hoa đi vào bước khốn cùng của cuộc đời. Anh đang đếm từng ngày để đến với cái chết. Anh ước nguyện trước khi chết được gặp em, được nghe em nói lời tha thứ cho anh. Đừng thương xót anh, hãy yêu thương anh. Anh hôn em mãi mãi. Răng nét lặng lẽ tìm đến ngôi nhà của vạn ở thủ Đức. Bà thì thầm. Vạn ơi! Em xin lỗi anh. Em đã không chờ được anh suốt mười lăm năm xuân sắc. Em sống bản năng với những ham muốn tầm thường. Xin hãy tha thứ cho em. Giang nét dùng hết sức lực đẩy cánh cửa. Một cảnh tượng thương tâm hiện ra trước mắt bà. Vạn như tàu chuối héo rũ nằm bẹp dí trên giường bệnh. Anh! Giang nét vội quỳ xuống gọi tên vạn trong nghẹn ngào nước mắt. Em muốn được nói một lời xin lỗi, em yêu anh mãi mãi. Vạn thu hết sức tàn, chống hai cùi trò cố ngồi dậy. Ông định nói điều gì với răng nét, rất nhiều điều để nói, nhưng không thốt nên lời được. Tất cả tinh lực còn sót lại đều được tập trung vào đôi mắt ông. Vạn đăm đắm nhìn răng nét cố thu giữ hình ảnh người đàn bà ông yêu thương vào đáy mắt mình như thể răng nét sẽ biến mất ông sợ kiếp sau sẽ lạc mất bà rồi vạn thở hắt ra người đổ xuống đầu ngà sang một bên răng nét vội lao tới ôm chặt ông trong vòng tay bà hòa khóc nức nở đừng anh không được chết em đã về với anh đây đừng mà anh sáu hãy gọi tên em đi nắm lấy tay em đây này. Nhưng bàn tay vạn đã buông thõng Ngoài song cửa, một chiếc lá lìa cành lặng lẽ úp mặt xuống cỏ xanh. Tang lễ của vạn được tổ chức trang trọng và giản dị như bao cán bộ hưu trí khác. Những người bạn tù của ông hay tin cử người viết một bài truy điệu ca ngợi công đức thống thiết nghĩa tình, mà nếu như có linh hồn, chắc người chết sẽ mỉm cười nơi thế giới bên kia. Dù có kiến thức nhạy bén trước tình hình, đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, tham gia phong trào học sinh sinh viên chống chế độ thống trị Pháp Nhật. Đồng chí được tổ chức phân công hoạt động bí mật chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa cướp chính quyền năm 1945 tại Sài Gòn. Và từ đây đồng chí Vạn Công khai hoạt động, được phân công làm trưởng đoàn thanh niên cứu quốc chịu trách nhiệm sưu tầm vận chuyển vũ khí cho chi đội 12. Đồng chí làm việc ngày đêm không biết mệt mỏi trong những ngày đầu mới giành được chính quyền cách mạng. Đến tháng 8 năm 1947, đồng chí bị địch bắt tra tấn đánh đập đưa qua các nhà lao tù Katina khám lớn Sài Gòn đầy ra côn đảo. Trong thời gian 15 năm bị giam cầm tù đầy tra tấn cực hình đến mức độ nào vẫn giữ được khí tiết trung kiên luôn được tập thể tù nhân bầu trong ban chấp hành liên đoàn tù nhân kháng chiến khám lớn Sài Gòn và đến năm 1948 được tập thể tù nhân Côn Đảo bầu làm chủ tịch liên đoàn tù nhân kháng chiến Côn Đảo. Niềm vinh dự của đồng chí là vẫn được tập thể tù nhân tín nhiệm bầu làm chủ tịch ban chấp hành liên đoàn tù nhân kháng chiến Côn Đảo liên tục từ năm 1954 đến năm 1962. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đồng chí một lòng một dạ trung thành với cách mạng. Hết hạn án 15 năm cầm tù, chúng đành phải thả và trả tự do cho đồng chí. Rõ ràng, dù dã tâm thâm độc, hành vi tàn bạo mất tính người của bọn địch, hành hạ nhục hình thể xác đồng chí, nhưng chúng không thể lay chuyển ý chí kiên cường sắt đá của người cách mạng Nguyễn Văn Vạn. Ra tù, đồng chí chữa bệnh và móc nối với tổ chức cách mạng H-159, sau đổi tên là F-100, nhận nhiệm vụ tổ trưởng tổ dân vận, xây dựng cơ sở cách mạng ở Bến Cảng, giải truyền đơn, vận động công nhân khuân vác, phá chìm nhiều chiếc xà lan, chở đạn vào nhà bè và tham gia hướng dẫn đoàn xe tăng quân giải phóng qua cầu Phan Thanh Giản, tiến vào dinh độc lập, giải phóng Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975 sau ngày giải phóng, đồng chí được ban tổ chức thành ủy thành phố Hồ Chí Minh bố trí về Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, được phân công làm tổ trưởng tổ công tác cải tạo thương nghiệp và cán bộ ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh. Trong chiến đấu, đồng chí dũng cảm kiên cường đấu tranh với kẻ thù. Trong công tác, đồng chí luôn cần mẫn sung phong gương mẫu, phấn đấu học tập rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ công tác tốt, đoàn kết giúp đỡ đồng đội được các đồng chí mến phục đối với gia đình đồng chí luôn gương mẫu thể hiện là người chồng người cha mẫu mực hết lòng thương yêu vợ con có nếp sống cần cù giản dị là tấm gương sáng cho vợ con học tập noi theo đồng chí thể hiện lòng yêu tổ quốc thiết tha gắn bó trung thành với đảng bằng hành động từ chối xuất cảnh theo vợ con ở lại cống hiến sức lực cho quê hương yêu dấu thật đáng kính phục trong 37 năm liên tục hoạt động cách mạng với 15 năm bị địch bắt tù đầy nên sức khỏe đồng chí bị giảm sút. Với thành tích công lao cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng cho đồng chí nhiều huân huy chương cao quý. Răng nét càng sửng sốt khi nghe điếu văn vạn. Cho lúc đó bà mới biết bí mật thời vạn làm quản lý công ty Việt Nam Stevedo. Lâu lâu bà lại nghe tin xà lan chở vũ khí bị chìm xuống lòng sông và mỗi lúc xà lan bị sự cố, anh Pierre của bà lại lo xanh xám mặt mày, nhưng vạn thì rất bình tĩnh. Thì ra đàn ông luôn xem trọng lý tưởng của mình. Anh ấy hứa không làm mình bất an lo lắng, nhưng anh ấy vẫn lao vào những công việc nguy hiểm. Răng nét bùi ngùi thầm nghĩ. Theo di nguyện, vạn mong được thiêu xác đưa cho cốt về một ngôi chùa nào đó, nơi hàng ngày anh được nghe tiếng cầu nguyện. Ông cha nhà thờ Hàng Xanh ngỏ ý răng nét đưa bình cho cốt của Vạn vào nhà thờ, bởi ông luôn nhớ ơn ông quản lý đã giúp ông chủ công ty làm ra nhiều tiền bạc để đóng góp cho nhà thờ. Cha đảm bảo với răng nét rằng ở nhà thờ Hàng Xanh nhất định ông quản lý được nghe những lời cầu nguyện. Vì vợ con Vạn không có ai ở Việt Nam nên trong đám tang răng nét là người thân duy nhất của ông. Trong lúc bối rối, bà đành đưa cho cốt vạn vào nhà thờ hàng xanh đợi đến khi vợ con ông hay tin buồn sẽ quyết định nơi yên nghỉ cuối cùng răng nét khóc vạn bằng những giọt nước mắt chảy ngược vào trong bà nhận ra sự bình tĩnh đến kỳ lạ của mình với ý nghĩ khi chết đi vạn thuộc về bà mãi mãi nhưng tím bán than thì khóc vạn thống thiết khó nhọc nặng nề mang chiếc bụng gần đến ngày sinh tím bán than đi khắp các ngõ ngách trong nhà tìm kiếm bất cứ vật gì. Cô trao cho răng nét cuốn nhật ký của vạn, nước mắt đầm đìa. Mợ ơi, sao mợ về trễ vậy? Nếu mợ về sớm hơn, biết ô ông không đi sớm như vậy. Mợ biết không, từ nhỏ con đã không có cha. Cho nên con mến ông như một người cha ruột vậy. Ông săn sóc con chu đáo, dạy con học, dạy tiếng Mỹ cho con. Mở ơi! Ông cũng là một người đàn ông bình thường, nên khi con đau, ông xoa dầu, cạo gió, bóp chân cho con, con thấy mặt ông đỏ lên. Con biết ông nhìn con, nhưng luôn nhớ đến mợ. Ông luôn đúng mực với con, dù con biết ông cũng mang thân xác của người đàn ông bình thường thôi. Con nói thiệt, nếu ông có đòi hỏi hơn, con cũng cho ông hết để ông tìm chút vui trong cuộc đời khi ông mất mợ. Nhưng ông không làm gì con cả. Cái bầu này là của anh chồng thợ hồ của con. Anh ấy cũng rất thương ông chủ đấy. Ôi, vạn ơi! Anh đã được cuộc sống này đền bù những mất mát oan khuất và hy sinh. Cả ba thế hệ đàn bà đều yêu anh. Răng nét, hoa và rồi giờ lại tới tím bán than. Anh nằm xuống, tưới đậm trên xác anh là nước mắt đàn bà. Những người đàn bà khóc anh theo cách riêng của mình. Nhưng em khóc anh bằng cả những góc khuất cuộc đời anh. Cả những điều điếu văn không nói hết được, không ai biết được. Ôi, chuyện tình yêu chúng mình. Răng nét lau nước mắt cho tím bán than, dịu dàng nói. Cảm ơn con đã tìm giúp mợ quyển nhật ký này đây là báu vật ông ấy trao lại cho mợ. Con đừng quá xúc động mà ảnh hưởng đến em bé nha. Nhưng những giọt nước mắt không ngừng chảy. Tím bán than giấu gương mặt ướt đẫm nước mắt vào bờ vai gầy và mỏng của răng nét. Nhưng chuyện để bình cho cốt của bạn ở đâu cho ổn thì rốt cuộc thật là bất ổn. Bảo Trân, con gái vạn ở Mỹ đã tốt nghiệp đại học ngành kinh doanh, đi làm cho một công ty Mỹ thu nhập khấm khá. Giang Nét gọi điện cho cô dò hỏi. Ở Việt Nam ba con không còn ai, ý các con thế nào đây? Sau phút lặng đi, Bảo Trân thản nhiên nói. Con cảm ơn má Giang Nét đã ở bên ba con phút lâm chung. Tạm thời cứ để ông ở nhà thờ hàng xanh. Nhưng ba con không phải là người công giáo, nên con dự định khi nào về Việt Nam, con sẽ đưa cho cốt ba con về một ngôi chùa ở Mỹ. Ở đây, con tìm được một ngôi chùa Việt Nam, ba con chắc sẽ hài lòng khi được ở trong ngôi chùa này đây. Giang nét nghe tê tái trong lòng. Bà thẫn thờ ngẫm ngợi, anh ấy là một người cách mạng, suốt đời trung thành với lý tưởng đánh Pháp đuổi Mỹ. Bây giờ lẽ nào anh ấy chịu đưa bình cho cốt của mình về Mỹ? Bảo chân lại thúc giục. Má Giang Nét nghĩ sao? Con nghĩ đó là giải pháp ổn nhất. Mẹ con bây giờ gần như người mất trí tàn tạ vì ma túy rồi. Các anh em con đều ở bên Mỹ. Em trai con cũng gia nhập quân đội Mỹ rồi, má răng nét à? Răng nét nghe đau thắt trong lòng ngực. Bà đau thay cho vạn. Cuộc sống có biết bao đổi thay và vạn của bà bất lực không cưỡng lại được dòng chảy của cuộc sống vô tình và khắc nghiệt ấy. Cuộc đời vốn vậy, bà thì thầm an ủi vạn. Nhưng anh đã sống một cuộc đời trọn vẹn cho lý tưởng của mình. Cái còn lại thì đâu phải lỗi ở anh. Bảo chân lại gào lên trong điện thoại. Má răng nét à? Má có nghe con nói không vậy? Má trả lời con đi. Răng nét băn khoăn ngập ngừng. Nhưng mà, liệu có ổn không? Ba con bảo trân trả lời răng nét bằng giọng chát đắng mỉa mai chúng con đều ở mỹ không thể về việt nam để hương khói cho ba con chúng con không có thời gian ai cũng bận rộn hết chúng con biết làm vậy là không đúng với ý nguyện của ba con không hợp với cách nghĩ của những người đồng chí của ông nhưng lúc ba con còn sống người ta đối xử với ba con có ra cái gì đâu ở tù côn đảo cả hai thời kỳ ba con cũng có được gì đâu ngoài mấy cái huân huy chương mốc meo kia. Lương của ba con thật là bèo bọt, chẳng đủ nuôi sống ông, nói gì đến chuyện nuôi sống gia đình. Mẹ con phải gồng gánh hết. Cuộc đời bà ấy chẳng ra gì cũng một phần do ba con đấy. Nếu ba con cũng có nhà lầu xe hơi giàu có như mấy ông cộng sản đỏ khác, thì mẹ con đâu có dắt rúi tụi con theo chị Đoan Trang qua Mỹ làm gì. Ba con bất lực nhìn mấy mẹ con ra đi, đâu làm được gì, dù ông không hề muốn như thế. Ông đã chọn ở lại Việt Nam một mình, sống nghèo khổ, lay lất, để trung thành đến chết cho lý tưởng của ông. Đó là cái giá ông phải trả cho lòng tự trọng đấy. Khi còn sống, ba con còn có cái quyền được tự trọng. Chết đi rồi, mọi thứ vô nghĩa hết. Nói cho cùng cũng chỉ là hũ cho thôi mà má răng nét. Răng nét buông điện thoại, cổ họng nghẹn đắng. Không, chết đi đâu có nghĩa là đã hết. Nếu như có linh hồn, anh ấy sẽ đau khổ đến mức nào khi nắm cho cốt của mình bị đưa sang Mỹ, nơi anh đã từ chối đến khi còn sống. Người chị dâu của Vạn cũng đã qua đời. Hai con của Lài cũng theo chú định cư ở Pháp ngôi nhà nơi đặt di ảnh những người trong gia đình chồng lài giờ cũng bị vợ chồng thọ trong một lần về nước đem bán đi. Răng nét suy nghĩ đến nát óc, không biết đặt hũ cho của vạn ở đâu cho ổn. Cuối cùng, bà nhớ ra người bạn tù đã từng được vạn dùng thân mình che chở cho ông ta trong trận đấu tranh bị đàn áp dữ dội ngoài côn đảo. Ông ta đề nghị đưa hũ cho cốt của vạn về Nghĩa Trang thành phố. Ông ta nói với Giang Nét bà yên tâm đi. Tiêu chuẩn xây mộ ở đây thì khó, chứ chỉ để cái hũ thì dễ thôi. Nhiều bạn tù của ông Vạn cũng được đặt trong tòa nhà tưởng niệm ở Nghĩa Trang này. Bà cho ông quản trang chút đỉnh tiền thôi, đảm bảo là bạn tôi được hương khói đầy đủ luôn. Vậy là răng nét quyết định đưa hũ cho cốt của Vạn về nơi đồng đội của ông Quy Tụ. Bà thì thầm, chắc là anh ủng hộ quyết định này của em. Khi nào chết đi, em sẽ có một di nguyện mang anh đi cùng. Ngày ấy chắc cũng không xa nữa. Lúc sống chúng ta không được gần nhau, lúc chết không ai được quyền chia lìa chúng ta nữa. Chứng kiến cảnh thầy chùa ngân dùng rằng không chịu trao hũ cho cốt của mẹ cho cha, rồng vô cùng căm phẫn. Cậu tự nhủ, đợi đấy, sẽ có một ngày ông bị lột trần gương mặt đạo đức giả. Ông Chính ông là thủ phạm đưa mẹ tôi đến cái chết, nhưng ông làm bộ giả nhân giả nghĩa. Trịnh Ngọc buồn rầu về việc học hành xa suốt của rồng. Anh gọi điện cho răng nét. Mẹ à, con rất cần sự giúp đỡ của mẹ đây. Con muốn mẹ gặp riêng rồng, giải thích cho nó hiểu vì sao Evelyn phải xa nó lúc lên năm tuổi. Trong đầu rồng có ấn tượng mạnh mẽ về việc này, nó cần được giải tỏa, mẹ ơi. Tim răng nét thắt lại lời than phiền của Ngọc cũng là bản án dành cho cả bà nữa. Bà nghĩ về tuổi thơ sớm xa mẹ của mình, mới sinh con năm ngày, rún chưa lành, cô bé răng nét đã phải lìa vòng tay mẹ về tận Phnom Penh làm con nuôi của mẹ lui ra Rồi khi Evelyn mới lên năm cũng không được sống bên người mẹ ruột thịt. Đến lượt rồng nữa, cứ như là sự lặp lại của định mệnh, mới năm tuổi đầu thôi cũng không được sống cùng với mẹ bà tức tốc từ nhà con gái ở Mỹ bay sang Pháp đến thăm cha con Ngọc. Ngọc muốn răng nét nói chuyện riêng với rồng nên tìm cách để hai bà cháu bên nhau. Rồng ơi, ba đi chùa, con ở nhà với ngoại nghe. Rồng im lặng không thèm nhìn bà ngoại, cúi xuống quyển truyện tranh. Giang nét mùi lòng rưng rưng hỏi. Bà ngoại đến chơi, sao con không vui? Rồng không trả lời, nét ngồi xích lại gần nó hơn, vuốt tóc cháu ngoại, bà nghẹn ngào nói. Ngoại biết trong lòng con có nỗi oán trách mẹ Evelyn. Khi mới lên năm tuổi, con đã phải xa mẹ sống với ba. Bà ngoại biết từ nào tới giờ, con cứ nghĩ trong đầu mẹ Evelyn không thương con. Nhưng con có biết là mẹ thương con lắm không? Bà ngoại nhớ hoài hình ảnh lúc con mới lên hai, ở trạm xe điện ngầm, mẹ con dắt con đi cứ đi ít bước mẹ con lại cúi xuống hôn con mẹ con đâu ngờ bà ngoại ở phía sau chứng kiến hình ảnh cảm động đó nhưng lý do mẹ con không nuôi con cũng dài và phức tạp lắm dù mẹ con không nói ra nhưng ngoại hiểu nỗi khổ của mẹ con chuyện ba má con bất đồng không thuận nhau nữa là cơ hội cho kẻ thứ ba nhảy vô mẹ con dính với thầy chùa ngân như con biết đó cách thầy chùa đó dạy con là mẹ con nóng ruột. Mỗi lần chứng kiến cảnh ông thầy chùa thoát đạo cú vào đầu con là mẹ con nhắm mắt, bịt tai, đau đớn, không chịu nổi. Mẹ con ôm con vào lòng, sợ con bị lùng mò ác. Hai vợ chồng lại cãi nhau về quan niệm nuôi dạy trẻ. Không nhìn thấy sự thành thật của người cha sau dành cho con. Không thông cách dạy trẻ kỳ quái của thầy chùa Ngân không chịu nổi những cú đánh tàn bạo vào mỏ ác con mà Evelyn giao đứa con lên năm cho ba con nuôi nấng. Cũng như bà ngoại buộc lòng giao má con cho hai bà cô già khó tính nuôi dưỡng khi bà ngoại có ông quý, vì bà ngoại cũng không chịu nổi khi nhìn thấy cái nựng như muốn xé nát mặt mẹ con ra. Rồng cúi mặt lắng nghe, những giọt nước mắt trào ra, lăn dài trên đôi gò má phinh phính non tơ răng nét bọc bạch đời bà ngoại khổ sở lắm gặp phải những chuyện trái ý muốn dính đến nỗi khổ của ông vạn bà ngoại yêu một người mà phải lấy một người khác rồi bà ngoại có thêm các gì các cậu của con có thêm nỗi lo toan của người mẹ cho tương lai con cái đến lượt răng nét nghẹn ngào những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống cậu bé chân thành an ủi Bà ơi, bà đừng khóc nữa. Cháu yêu bà mà. Nó tiếp tục lắng nghe những chuyện răng nét rãi bầy. Rồng thi đỗ tú tài, và học trường đại học dược hai năm đại cương. Nhưng cậu lại nhận ra mình không phù hợp với công việc một dược sĩ, bèn chuyển sang đại học quản trị kinh doanh. Ở trường đại học, Rồng gặp Minh Châu, một nữ sinh viên luật. Sau khi ra trường, Rồng cưới Minh Châu. Trong hôn lễ, bà con ai họ đều trầm trồ trước cặp vợ chồng trẻ xứng lứa vừa đôi. Tất cả đều nâng ly hoan hỷ chúc phúc. Nhưng số phận con người có những bước ngoặt mà cuộc đời không ai ngờ tới. Thời còn là sinh viên, rồng tìm đến một đại lý mỹ phẩm. Khi tiếp nhận hồ sơ, ông giám đốc chăm chú đọc tỏ vẻ thú vị. Ông gọi rồng đến hồ hởi nói, Hóa ra cậu là cháu ngoại của ông Cao Ư ông Cao là chỗ quen biết thân tình, không xa lạ. Xưa kia bác từng làm cho phác ma của ông ấy. Ông Cao rất hào phóng tử tế. Bác chịu ơn ông ấy rất nhiều. Bây giờ bác sắp về hưu, muốn nhường cho con kinh doanh đại lý hãng mỹ phẩm này. Con nghĩ sao? Rồng không tin vào tai mình. Cậu thận trọng hỏi lại. Nhưng cháu phải có điều kiện gì? Ông giám đốc già cười to, tất nhiên cậu phải đóng một khoản tiền thế chân nhưng cậu yên tâm tôi sẽ đưa ra mức giá ưu đãi nhất nhìn thấy cơ hội phát triển hãng mỹ phẩm ngọc dồn tiền cho con trở thành nhà phân phối độc quyền hãng mỹ phẩm nổi tiếng ở những khu vực nhất định dòng muốn về việt nam xây dựng hệ thống phân phối hãng mỹ phẩm minh châu băn khoăn em không thể đi cùng anh về việt nam đâu vì em phải học lên thạc sĩ luật để học lên cao, Minh Châu không chịu có con với rồng Cô nói, chúng ta còn quá trẻ. Đây không phải là thời điểm thích hợp để có em bé đâu. Nhưng anh thích mà. Em không thích. Chỉ vì chuyện muốn có em bé mà vợ chồng rồng liên tục cãi nhau. Ngọc thở dài nói với răng nét. Chúng nó còn quá trẻ tuổi, mẹ ơi. Hạnh phúc của cặp vợ chồng non bề ngoài thật là xứng đôi vừa lứa cứ dặn nứt dần rồng quyết định về việt nam một mình cậu bị thôi thúc mãnh liệt quyết tâm về việt nam đầu tư hàng mỹ phẩm việc đầu tiên cậu đăng báo tuyển dụng nhân viên quyên cô sinh viên khoa pháp văn vừa mới ra trường là một trong số những người nộp đơn sớm nhất vẻ mộc mạc hồn nhiên của cô lôi cuốn rồng đẹp trai túi rùng rình tiền lịch sự hào hoa nhiều cô gái vây quanh nhưng đó cũng là lúc cậu thấy trông tranh nhất những người con gái gặp và vui trong chốc lát ở vũ trường không trị được căn bệnh buồn chán trong lòng cậu gọi điện cho minh châu em sang việt nam ngay với anh đi anh đang rất cần em mà đáp lại giọng khẩn thiết của rồng là một giọng rất lạnh lùng không em bận nhưng mà bên kia đầu dây là những tiếng tít tít vô vọng Dòng bực mình đấm tay vào bức tường cậu xô ngã mọi thứ trong tầm tay ở văn phòng rồi bỏ đi từ vũ trường trở về rồng kinh ngạc khi nhìn thấy quyên đang đuôi cu sắp xếp mọi thứ trong văn phòng cảm thấy hổ thẹn với chính mình cậu ấp úng cô à em em ở lại văn phòng đến giờ này sao quyên không nhìn ông chủ từ tốn cho những mảnh vỡ thủy tinh vào túi giấy vì em không muốn ngày mai nhân viên vào văn phòng lại chứng kiến cảnh lộn xộn này quyên mở đôi mắt tròn to nghiêm nghị nhìn rồng điều đó sẽ rất bất lợi cho ông chủ đấy tôi thật xin lỗi rồng bối rối vì cảm động ngồi xuống cạnh quyên cậu giúp cô nhân viên thu dọn những mảnh vỡ dưới ánh sáng ngọn đèn pha lê rồng nhận ra vẻ đẹp tinh khôi của quyên một vẻ đẹp làm cậu nhói lòng nghĩ đến mẹ thật là bất ngờ rồng vội nắm bàn tay cô gái chân thành nói quyên này tôi muốn được cùng em đi nha trang quyên rụt tay lại ngơ ngác để làm gì hả ông chủ để tìm lại một ký ức gương mặt cô đơn buồn thảm chìm trong suy tư của rồng khiến quyên mềm lòng rồng thuê chiếc tàu du lịch ra khơi xa biển nha trang cậu đeo cho Quyên chiếc kính lặn biển rồi chọn thêm một chiếc khác đeo cho mình. Rồng nhìn Quyên trìu mến hỏi: "Em có muốn lặn xuống biển cùng anh không?" Quyên nhẹ lắc đầu. "Chưa bao giờ em lặn biển đâu, em sợ lắm." "Vậy thì ngồi trên tàu nhìn san hô dưới lòng biển vậy, đợi anh nha." Rồng lao xuống nước, thoáng chốc cậu mất hút dưới lòng biển xanh, tim cô thắt lại cô không còn đủ lòng dạ để ngắm những rặng xăng hô đẹp tuyệt vời dưới lòng biển những đàn cá lội tung tăng và rồi thở phào khi nhìn thấy rồng nổi lên rồi lại lặn xuống mất tâm rồng bơi rất xa chiếc thuyền quyên lại lo lắng rồi lâu rất lâu rồng mới trồi lên bên mạn thuyền mừng rỡ đến rơi nước mắt nhưng cô gái lại buông câu trách anh kiếm gì mà lâu dữ vậy bỏ người ta một mình trên thuyền dễ sợ luôn. Rồng nhìn xuống màu nước biển xanh thăm thẳm huyền bí, thành kính nói, anh đi tìm mẹ anh. Cho cốt của bà đã được dài xuống biển này đây, anh uống một ngụm nước và tin rằng mẹ luôn ở bên mình. Quyên không ngăn nổi những giọt nước mắt thương cảm. Cô với tay ra mạn thuyền cho rồng đu lên. Em đã có mang với anh đêm ở nha trang em đã không ngăn được tình thương dành cho anh quyên không khỏi đau lòng nước mắt lưng tròng cô tự hỏi tại sao nghe một tin quan trọng như vậy mà ba của đứa bé vẫn thản nhiên quyên kiêu hãnh mím chặt môi em xin lỗi em không muốn làm khó anh nhưng em phải nói cho anh biết đứa bé em mang trong bụng này là con của anh nhưng nếu như anh không chấp nhận nó em sẽ một mình nuôi nó. Chào anh. Quyên dậm bước đứng lên định lao ra khỏi căn hộ của rồng. Dòng. dòng máu của Cao Vĩ Đại, người dược sĩ hào hoa cao thượng năm xưa vì cảm động mối tình của Giang Nét và chàng trai Việt Minh. Người đàn ông không chối bỏ giọt máu của mình, chỉ lo ngại tôi không có gì để cho em. Ông ngoại của rồng không chết đi, đang sống cùng với rồng bằng một hành động giống như dược sĩ cao đã làm năm xưa. Rồng đặt hai tay lên vai Quyên, ấn cô ngồi xuống sa lông, nhìn sâu vào mắt Quyên nghiêm nghị. Ngồi xuống, nghe anh nói đã. Anh thẳng thắn nói với em rằng trong thời điểm này, anh có những khó khăn nhất định. Nhưng chúng ta phải ngồi lại bên nhau, tìm phương cách tốt nhất để tháo gỡ. Quyên khóc thút thiết. Anh đã kết hôn vợ anh là một luật sư bên pháp tất cả lỗi lầm này do em gây ra chỉ tại em thấy thương anh lúc anh đi tìm mẹ anh em nghĩ mình ra đi là hay nhất một mình em sẽ nuôi con thêm một lần rồng ấn vai quyên để cô ngồi lại chỗ cũ cậu cảm thấy mình bị xúc phạm mãnh liệt em nghĩ anh chỉ là một người đàn ông chỉ biết đi gieo giống hay sao không anh không thể để cho con anh chào đời mà không có cha. Quyên, vì những đứa trẻ, nhất định chúng ta phải vượt qua lúc khó khăn này. Cái giá phải trả cho vụ ly hôn với Minh Châu là phân nửa gia tài của dòng bị mất đi, nhưng dòng vẫn thấy mình có lỗi với Minh Châu. Suốt đêm rằng xé, dòng gửi cho Minh Châu lá thư. Hãy tha lỗi cho anh vì anh không muốn có thêm những đứa trẻ mang dòng máu dòng họ nguyễn cao không có cha không được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ anh ngàn lần xin lỗi em từ mỹ jean nét tìm đến một xóm vắng dưới chân ngọn núi ở long hải cất công đi tìm một thằng cha cộng sản nghèo rớt mồng tơi mà làm phách theo lời phàn nàn của cô hàng xóm java ở paris Bà chôn giấu niềm ngưỡng mộ trong lòng, không dám bày tỏ với ai kể cả quý, bởi ông ta cũng đầy kỳ thị với những người đã chiến thắng năm 75. Khi ông qua đời, răng nét mới được sống thật theo ý mình. Không mấy khó khăn răng nét tìm được đạt, tên người công an nghèo mà làm phách đó. Tận mắt chứng kiến cảnh vợ đạt ngồi bán chuối chiên bên đường, kiếm thêm tiền nuôi con, lòng bà tràn ngập niềm cảm mến bà thầm nghĩ vậy thì tại sao mình không đến với vợ chồng đạt ở lại một nơi trong lành với những con người thuần khiết trong lành đạt dưng dưng nói con xin được gọi bà là má của con nếu muốn má cứ ở lại đây con sẽ dành một khoản đất trống để bà cất nhà ở khi bà trăm tuổi con sẽ giữ lại tất cả những gì bà gửi gắm trong ngôi nhà ấy làm kỷ niệm Thế là thêm một lý do để răng nét chọn trở về Việt Nam là con Bảy. Cô người làm bị mang làm cho mang bầu, bị bà quản lý giấu kín mọi chuyện, dẫn đi phá thai mà vẫn không oán hận bà. Bảy vẫn trung thành với gia đình bà, vẫn có mặt bên bà những lúc khó khăn. Khi bà đi xuất cảnh, Bảy vẫn thay bà chăm sóc vạn. Chính Bảy đã chỉ cho tím bán than xin vào nhà vạn ở. Một lần về Việt Nam, bảy đưa bà về thăm quê cô ở một huyện tỉnh Trà Vinh. Bà giật mình khi biết gia đình bảy toàn là Việt Cộng. Anh của bảy là bí thư huyện, những năm chiến tranh làng quê bị ném bom, bảy trôi dạt lên Sài Gòn kiếm sống, vừa thu thập tin tức cho mấy ông anh Việt Cộng. Vậy mà khi xảy ra chuyện, bảy vẫn âm thầm ôm lấy đau khổ, răng nét dùng mình. Bảy vẫn sống một mình, vẫn nuôi đàn cháu dai dứt trước sự lỡ làng của bảy bà bả thở dài hối tiếc bà xin lỗi con phải chi đứa trẻ còn bây giờ bà đã có thêm đứa cháu nội bảy cũng thở dài mặt buồn rười rượi nói số phận thôi bà ơi mọi chuyện qua rồi cuộc sống con bây giờ cũng rất ổn nếu bà quyết định về việt nam con mời bà về trà vinh sống với con luôn răng nét rơi nước mắt vì cảm kích bà thấy mình mang món nợ lớn với đất và người ở việt nam vậy là răng nét quyết định dựng lên căn nhà gỗ dưới chân núi long hải bà tâm niệm khi chết đi mình sẽ để lại cho vợ chồng đạt ngôi nhà kỷ niệm này bà chăm chút từng họa tiết nhỏ khóm hoa hồ cá răng nét rưng rưng thì thầm nói với linh hồn vạn có phải anh đã từng mơ ước được sống bên em trong căn nhà hạnh phúc này không nếu ngày ấy anh không bị bắt vào tù không bị đầy đi côn đảo và chiến tranh kết thúc chúng ta được sống bên nhau trong ngôi nhà anh từng mơ ước như thế này anh sẽ làm bác sĩ em làm thư ký cho anh chúng mình sẽ chữa bệnh cho dân nghèo sống cuộc đời giản dị trong ngôi nhà như thế này đây mình đã trở về mái nhà xưa chăng một mái nhà trong tâm tưởng mái nhà từng mơ ước được sống với anh ấy. Bà đã mua lại một bộ cột nhà cũ bằng gỗ. Những cây cột cũ ấy được dựng lên trên những tấm đá xanh, tường bằng gạch thô, phân nửa phía trên bà cho đóng vách bố kho, cửa sổ mở ra phía biển bốn bề lộng gió. Chỉ có ở trong ngôi nhà lá của mình, bà mới được tự do sống theo ý mình, được làm điều trái tim thôi thúc. Điều gây ấn tượng trong phòng khách nhà bà là những bức chân dung lưu giữ nhan sắc của chủ nhân. Trong ngôi nhà ấy, răng nét hòa thuế sống trong ký ức và tưởng tượng. Bà dừng lại trước bức ảnh bà cùng vạn. Răng nét buồn bã thì thầm. Một bức ảnh ghép em và anh. Em chọn bức của em và anh ở độ tuổi tương xứng với dấu mốc thời gian rồi nhờ thợ ghép lại. Thời còn sống, chúng ta chưa bao giờ có được một bức ảnh chụp chung với nhau. Bà di chuyển sang bức chân dung người đàn ông khác, đó là quý chồng bà. Răng nét đăm đăm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh viên mãn của ông. Mình ơi, mình là chồng tôi, người chồng có hôn thú, có chung với nhau những đứa con. Nhưng chớ trêu thay, trái tim hai chúng ta chưa bao giờ có chung một nhịp đập. Thời thanh xuân, tôi đã dành hết cho ông. Còn người tôi yêu thì xa nhau mãi mãi. Ông đã được sở hữu tôi trọn vẹn. Vậy những ngày cuối đời, ông hãy cho tôi sống thật với lòng mình. Răng nét ngồi xuống chiếc ghế cổ chậm rãi rót trà trầm ngâm. Mình rắc rối quá, tự mình nhận ra điều đó. Lớp trẻ lớn lên sẽ đặt những câu hỏi, mình cũng không tránh được những lời phê phán. Mình sống không giống ai, chẳng làm theo khuôn phép mà người phụ nữ đã có chồng nhưng biết làm sao khi mình sinh ra và lớn lên trong một thời kỳ có quá nhiều biến động cuộc đời mình và anh ấy bị quăng quật trong cơn lốc xoáy của thời cuộc để rồi đến giờ mình càng thấy thương anh ấy đời anh ấy không có lấy một ngày vui thì tại sao mình không được sống cùng anh ấy trong tâm tưởng khi anh ấy không còn nữa kỳ lạ thay trong ngôi nhà xa xôi bé nhỏ dưới trên núi Long Hải lại chứa đựng cả một trời quá khứ với răng nét. Bà làm sao quên được những ngày Nhật đảo chính Pháp, Sài Gòn vô cùng hỗn loạn. Đang là một nữ sinh nội trú ở Sài Gòn, răng nét nhận được hung tin cả gia đình bị quân Bình Xuyên bắt giữ. Để cứu người thân, cô gái phải cắn răng làm vợ Nagamoto, một người đại hàn gốc Nhật có thế lực trong quân đội Thiên Hoàng cô gái mới 16 tuổi quá thơ ngây, không hay mình thoát khỏi một ổ nhện này lại rơi vào một hang hùm khác. Giang Nét không thể biết Nagamoto vốn là một sĩ quan Nhật, có mối quan hệ thân thiết với những tổ chức thân Nhật của người Việt. Giang Nét cũng không hay rằng, trong số người thường xuyên đến nhà cô, có một chàng sinh viên y khoa cao lớn đẹp trai, là người của tổ chức cách mạng, đóng vai thầy giáo dạy kèm cho một nữ thủ lĩnh cao đài thân Nhật. Trong vai trò thuộc hạ tin cậy của vị nữ thủ lĩnh ấy, vạn nắm được tin tức tình hình hoạt động của Nagamoto. Răng nét nhớ những ngày Nhật hoàng đầu hàng vì hai quả bom nguyên tử của Mỹ ném xuống Nagasaki và Hiroshima. Đó là những năm tháng ngắn ngủi đẹp nhất của đời họ. Cho đến lúc ấy, Răng nét mới biết cậu sáu là Việt Minh, là những tên khủng bố cuồng tín mà người cha nuôi người Pháp của cô thường lên án nguyền rủa với tất cả lòng căm ghét. Nhưng sự xả thân, dũng cảm, sự hy sinh quên mình của cậu Sáu đã làm tan biến mọi ý nghĩ áp đặt từng hẳn sâu trong răng nét. Cho đến giờ, răng nét vẫn còn nhớ cảm giác được sinh ra lần thứ hai khi chiếc xe lao đi, đôi nhân tình chìm vào bóng tối thoát chết mà cứ ngỡ ngàng thầm hỏi sao vạn nhanh trí đến vậy. Nhưng những tháng ngày hạnh phúc của bà và Vạn chỉ là khoảnh khắc trong kiếp người dài dằng dặc đầy những biến động bi kịch và khổ đau. Răng nét không ngừng bị xô đẩy vào cơn lốc xoáy cuộc đời. Bà nhìn lên bức di ảnh của Vạn thầm thì, không còn anh bên cạnh nữa, em cô đơn cùng cực biết chừng nào. Em bị gia đình chối bỏ ghẻ lạnh vì một dân Tây mà đi làm việt minh một hành vi bôi nhọ danh dự gia đình nhưng tính mạng anh là điều làm em lo lắng hơn tất cả để có tiền lo lót cho tên biện lý gaston em đã nhắm mắt xuôi tay làm người tình một nhà xuất nhập khẩu thuốc tây nổi tiếng sài gòn và evelyn đã được sinh ra trong cái đêm ông cao bị bệnh tim làm trước mắt ông như có lửa Evelyn đã hứng chịu những bất hạnh tiếp theo của cuộc đời chúng ta. Rốt cuộc, anh vẫn bị đầy ra côn đảo. Em không bao giờ quên câu nói đều giả của tên Gaston. Nếu tôi nhận tiền của cô, tôi sẽ thả anh ta ra. Vậy là cô và anh ta sẽ có nhau. Không bao giờ nhé. Tôi chỉ muốn anh ta chết gục trong tù thôi. Đó là ý muốn của tôi, là ý muốn của Chúa đấy răng nét nâng niu những trang nhật ký còn sót lại của vạn do tím bán than trao lại cho bà nước mắt bà rơi xuống trang giấy ố vàng loang thành một vòng màu sẫm bà nhìn thấy hình hài người yêu qua từng con chữ của ông trò chuyện cùng ông thể như ông đang hiện hữu bên bà nhưng em luôn muốn cãi lại ý chúa anh đi tù rồi răng nét mất liên lạc với chi đội mười hai cuộc đời rẽ sang một hướng khác nhưng trong sâu thẳm trái tim em vẫn nguyên vẹn tình yêu với cậu sáu vạn năm xưa dù sau khi tù ở côn đảo về anh chỉ còn là một nắm xương biết đi dù anh sau đó vì bảo vệ hạnh phúc cho em đã lặng lẽ làm một cái bóng đi bên cạnh cuộc đời em dù sau đó anh đã có hoa đi chăng nữa vì tình yêu ấy mà em quyết định những ngày cuối đời về lại long hải gặp đạt tường mặt thằng cha cộng sản nghèo mà làm phách và dám từ chối một trăm cây vàng để được là mình để dựng lên ngôi nhà kỷ niệm này đây về bên mái nhà xưa chứa đựng những kỷ vật với người mình yêu thương mái nhà mà lúc yêu nhau chúng mình mơ ước được sống bên nhau giản dị như thế nhưng chiến tranh đã chia lìa chúng ta mãi mãi không em muốn cãi lại ý chúa bằng di nguyện sẽ được chết bên anh. Cho cốt của em sẽ trộn vào cho cốt của anh để được giải xuống biển nơi Evelyn đã tìm đến sau cái chết. Sống không được gần nhau, chết đi, chúng mình sẽ sóng bước bên nhau trong cuộc dạo chơi cùng những con sóng của biển xanh không ngừng nghỉ. Trong chuyến quyết định về Việt Nam tìm đến Long Hải, dựng lên căn nhà gỗ dưới chân núi nét đã soạn hành lý, bỏ những thứ cần thiết vào vali. Một lá thư từ ngăn tủ rơi ra. nét kinh ngạc khi nhận ra đó là thư gửi người chị Lucy của mình. Một người chị may mắn có đường hôn nhân suôn sẻ hạnh phúc. nét kinh ngạc tự hỏi vì sao mình viết thư cho chị ấy một lá thư dài mà lại không gửi. Rồi bà thở dài hiểu ra nguyên nhân suốt mấy mươi năm lá thư còn lại trong ngăn kéo tủ của mình. Cuộc đời bà chị ấy quá đơn giản, làm sao chị ta nhìn thấy được những vết thương sâu trong lòng mình chứ? Răng nét nhớ lại bối cảnh ra đời bức thư. Đó là những ngày tháng 2 năm 1993, Răng nét chăm chú theo dõi những bản tin thời sự trên truyền hình Pháp đưa tin chuyến thăm Việt Nam chính thức của Tổng thống François Mitterrand nhìn thấy Tổng thống trong bữa tiệc ở phủ chủ tịch, đi thăm văn miếu, bắt tay thân mật người dân hàng đào hàng bông Hà Nội, nghiêm trang đứng tưởng niệm trước lòng chào điện biên phủ, dạo bộ ở đại lộ Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi Sài Gòn. Giang nét không khỏi kinh ngạc. Rồi từ sự kinh ngạc bà xúc động đến rơi nước mắt trước lời lẽ ôn hòa của Tổng thống. Ông đã nói lời xin lỗi vì những điều gây ra đau thương cho dân tộc Việt Nam mong muốn hòa giải khép lại quá khứ tổng thống trả lời trước các nhà báo rằng ông hồ chí minh đã tìm kiếm những người đối thoại nhưng không tìm được dù rất mong muốn đàm phán để hướng tới độc lập ông hồ chí minh đã bị đẩy vào cuộc chiến tranh để những năm tháng thanh xuân xa lìa nhau để hai cuộc đời bị đẩy về hai cực của số phận đã mấy mươi năm nỗi buồn tủi từ đáy sâu tiềm thức tràn bờ vỡ thành nước mắt. Bà nhớ những ngày đem thân dâng hiến Nagamoto để cứu gia đình ra khỏi đội quân cao đài thân Nhật chống Pháp. Những ngày vạn bị bắt vào tù, răng nét bị gia đình xa lánh, chối bỏ vì bà chính là nỗi ô nhục của gia đình, nghe theo lời Việt Minh xúi dục mà phản bội lại gia tộc. Lucy lấy chồng Pháp, càng lên án và bài xích răng nét. Những năm tháng cô đơn cùng cực ấy đã trôi qua, hạnh phúc của bà ở lại mãi mãi cùng bóng tối. Nhưng tổng thống François Mitterrand đêm ấy đã khuấy động trong lòng răng nét niềm kiêu hãnh về mối tình vì thế hệ mai sau phải hy sinh, phải ở lại trong bóng tối. Răng nét ngồi vào bàn, bà cắm cúi viết một mạch cho Lucy lá thư. Lucy thân mến, khi đọc bức thư của chị em có cảm tưởng chị luôn là một bà tiên tốt của gia đình chúng ta con đường Saboran làm em nhớ lại những kỷ niệm cay đắng trường hợp của Oros và của em không hề giống nhau ở mọi phương diện chị hãy nhớ lại rằng em đã chỉ nhận được sự khinh khi và hiểu lầm mà thôi em đã là một đứa con bị từ bỏ là hạt giống xấu đã mang đến những điều nhục nhã em không hề có bất cứ lời nào để binh vực cho mình và cho tên cách mạng đã thực sự yêu em bằng tất cả những giá trị thực của tình yêu mà một người đàn ông có thể mang đến anh ấy không hề được hưởng quyền con người anh ấy cũng không thể được xem như là một nạn nhân vì anh đã muốn đòi lại những quyền lợi cho đất nước mình và đã mang sự rắc rối vào cuộc sống êm ái của những tiểu tư sản nằm dưới sự bảo hộ của chúng ấy thực dân như chúng ta. Anh ấy đã không hề nhận được sự quan tâm, sự thương cảm và sự tôn trọng như một người lính bại trận như Lê Xuân. Gia đình đã cho em một nơi quay về không phải để ủng hộ em tiếp tục chờ đợi anh ấy, mà là để có thể làm cho em quên đi gia đình đã cho em một mái nhà nhưng phần còn lại em phải vượt qua mọi khó khăn bằng chính đôi bàn tay của mình em ước gì mình đã bị lợi dụng để phục vụ cho lý tưởng của anh ấy giờ đây em đã hối tiếc vì không thể làm gì hơn do thiếu sự hiểu biết sâu sắc vào thời điểm đó em đã làm tất cả mọi việc bằng tình yêu và lòng ngưỡng mộ và rằng hiện giờ em đang rất hạnh phúc khi biết rằng mình không bị một tên ma cô lợi dụng cho một mục đích hèn hạ, điều hoàn toàn trái ngược với nhân cách trong sạch của vạn. Mấy mươi năm đã trôi qua và em có thể quả quyết với chị rằng anh ấy đã không lừa dối em, cũng không lợi dụng em. Sau đây là một vài chứng cứ. Một, sau khi vào tù, anh ấy đã bảo em đi tìm bà Năm Sương Thu nếu gia đình không còn muốn nhận em nữa. Qua những song sắt nơi ngục tối và qua những giọt nước mắt của chúng em, em đã không còn tâm trí nào để hỏi anh ấy lý do. Lời giải thích chỉ đến với em 28 năm sau đó, vào năm 1975 khi cuộc cách mạng đã đi vào hồi kết. Đối với em, nếu anh ấy đã ở trong cảnh tù tội lâu đến thế Em cũng không còn chút hy vọng nào để có thể gặp lại anh ấy nếu còn sống. Em đã cố quên đi lần gặp mặt cuối cùng này, thậm chí là muốn chôn vùi mảnh ký ức này của cuộc đời em vào lòng đất. Kể từ năm 1950, em không hề có bất cứ liên lạc nào với anh ấy. Hai. Cho đến khi anh ấy từ côn đảo trở về, em đã làm tất cả những gì có thể nhờ sự giúp đỡ của chị Marie của năm lệ để tìm cho anh ấy một công việc. Anh ấy đã đền đáp Mary và Nam Lệ một cách xứng đáng cho đến ngày anh ấy rời bỏ công việc này. Dẫu ở trong vòng bí mật, vào những năm 1960, anh ấy đã không bao giờ yêu cầu em giúp đỡ, mặc dù lúc đó em đang làm việc tại Long Bình. Và điều đó đối với em là một bằng chứng lớn nhất từ phía anh ấy. 3. 3 cho đến khi em gặp lại anh ấy sau khi sài gòn sụp đổ anh ấy nói với em rằng lỗi lầm lớn nhất của anh ấy với đảng là đã muốn giữ lấy em như một vật cá nhân mà không phải để phục vụ cho mục đích của đảng chúng em đã không hề có đủ thời gian để nói về những học thuyết chính trị hay tẩy não như chị vẫn thường nghĩ không có giờ nào phút nào hay giây nào để có thể khóc trên nỗi bất hạnh mà chúng em đã phải gánh chịu trong quá khứ để khóc trên cả một thời tuổi trẻ tan vỡ chỉ vì một quyết định. 4. Trong những năm 1980, trên đài truyền hình Pháp, Ngài Mendes Frank đã yêu cầu tất cả những người Pháp sửa chữa những lỗi lầm mình đã gây ra trong quá khứ tại Việt Nam. Ngày hôm nay em có thể nói với chị rằng em tự hào là một công dân Pháp dù chỉ là trên giấy tờ, vì nước Pháp không phải là quê hương của em và những gì em đã làm sau cách mạng tháng 8 là tất cả những gì mà Mendes Frank yêu cầu những người Pháp phải làm. Em đã làm tất cả những gì trong khả năng để ngăn chặn và sửa chữa những lỗi lầm này. Năm, quả thật là đã muộn để sửa chữa tất cả những lỗi lầm này. Lỗi lầm đầu tiên và cũng là lớn nhất, đó là từ những hiệp ước tại Fontainebleau Lúc đó bất chấp những thỉnh cầu của Hồ Chí Minh, nước Pháp đã từ chối cho Việt Nam gia nhập khối Liên hiệp Pháp. Do đó, để tìm lại nền độc lập cho Việt Nam chỉ còn cách phải nhờ đến sự giúp đỡ của Cộng sản Trung Quốc và Liên Xô mà thôi. 6. Sau trận thua ở Điện Biên Phủ, nước Pháp đã nhường lại phía Bắc cho Việt Nam, tiếp tục đô hộ miền Nam bằng cách chia đôi đất nước đến năm 1954 và trước khi rời khỏi Việt Nam đã trao toàn bộ quyền cho Mỹ. Chính Mỹ đã ngăn chặn miền Bắc và Nam thực hiện bỏ phiếu để tự quyết định họ sẽ là một nước cộng sản hay cộng hòa. Sai lầm này của Mỹ đã phải trả giá bằng hàng ngàn sinh mạng của những người trẻ từ Bắc chí Nam cũng như là của những đội quân Mỹ được gửi đến Việt Nam hay của những bà mẹ mỹ đã xuống đường để yêu cầu quốc hội phải cắt ngân sách viện trợ cho cuộc chiến tranh tại việt nam thất bại ra đi mỹ đã để mặc lê xuân chồng oros và những người đã từng theo mỹ ở lại những cuộc chiến tranh đã để lại ở việt nam những vết thương sâu hàng triệu người chết và thương tật dị dạng bởi chất độc da cam và sức tàn phá của chiến tranh bom đạn trong số đó có cả em những người trông bề ngoài thì lành lặn may mắn không mất đi đôi mắt cánh tay hoặc đôi chân nhưng những vết thương sâu trong tâm hồn thì thật không dễ gì nhìn thấy chị ơi em đã mất đi tình yêu của mình vĩnh viễn mất đi niềm hạnh phúc em là một người mẹ bất hạnh cứ đến noel trái tim người mẹ trong em tan nát khi nhớ đến evelyn em đóng chặt cửa phòng lại thắp nến Ngồi lặng người trước di ảnh Evelyn Em muốn nói lời tạ tội với con Mà không sao cất nên lời Và mặc cho nước mắt tuôn rơi Em là một bà mẹ thất bại Một bà ngoại đau đớn bất lực Nhìn đứa cháu gái của mình đi dần Và cái chết trắng Chẳng còn có tương lai Em đã sống cùng những vết thương sâu Cho đến hết cuộc đời mình Quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Trải qua rất nhiều biến cố thăng trầm trong cuộc sống, cuối cùng thì vạn cũng chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay yêu thương của Janet. Người phụ nữ mà ông yêu quý suốt đời. Một cái kết tương đối trọn vẹn cho những người trong cuộc. Còn chúng ta sẽ có nhiều tiếng thở dài vì bi kịch của chiến tranh, của những hỉ nộ, ái ố, trong dòng đời bất tận